Thưa quý vị, trước tình hình bùng phát các ca viêm gan bí ẩn trên thế giới, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế, hiện bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn 20 quốc gia. Tính tới ngày 8 tháng 5, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ. Tuy nhiên, trên thế giới, số bệnh nhân đã lên gần 300 ca chỉ trong vòng 1 tháng, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo cha mẹ cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ đủ tuổi, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần, Bộ Y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em.